chứ mình quất cho mấy chị nhanh nhỏ đấy. Mấy chị đi Phú Quốc lần đầu rồi, tới đây rồi em nghĩ là mình sẽ chụp ảnh sắp đi chị, không chụp thì tiếc lắm. Yeah. Đẹp thì cứ khoe ra, xấu thì che. Chụp cho nam luôn, cả nam lẫn nữ đều chụp được nha. Hai người chụp chung thì chưa được, là bởi vì cái sức chúng em nó nhỏ. Nhỏ quá, giờ sao mình thấy có chỗ đó. Vậy đó, người ta ăn trưa xong là người ta sẽ rời cano đi, là mình sẽ có cái bãi biển cho mình tắm. Thì mục đích chính lên hòn đảo này là chúng em vẫn là để chụp ảnh súp cho quý anh chị. Hòn móng tay này nó có hai mặt, mặt này là mặt trước, còn cái mặt sau nữa. Mình sẽ qua mặt sau để chụp hình súp, cũng chính là cái sàn diễn triệu đô của mấy chị em phụ nữ. Thì bây giờ anh chị khi mà cano cập bến em kêu đi là mang tất cả hành lý lên trên luôn anh chị nhá. Toàn người đang rời cano để chụp ảnh ít đi cali. Quay video bằng flycam rất hiện đại. Hai tay lên rồi như vậy, hai. Đúng rồi, đẹp luôn vào. Chụp ảnh bằng flycam đây cả nhà. Mình cũng chụp đây mà không biết có đẹp không? Mặt trước không? Hiếu đi bên rồi. Di chuyển qua bên đó, di chuyển qua mặt trước đi, hai em qua liền. Hiếu đi bơi bao nhiêu người em? 12. Một tay cầm kính một tay trong eo. Yeah, đúng rồi. Hai tay lên rồi chứ bay hai. Đúng rồi. Quá tuyệt vời, vào. Hai. Cánh đây, cánh đây. Cánh mấy? 19. 19, 31. Bây giờ là đi bơi san hô. Cả đoàn này có mình là U70 thôi cả nhà. Toàn bạn trẻ. Rồi, mình chọn cho mình một áo phao vừa bụng mình nha. Mình cũng tham gia hết, không bỏ cái gì. Đoàn mỗi mình là cao tuổi nhất cả nhà. Được chưa? Đứng bên đây chứ, đứng xuống. Chưa bấm rồi, hãy bấm rồi. Chưa bấm rồi à? Để con giả thấy đi, học thủ trước lấy chú cái kiến này. Chú đây cho người ta rút đây xuống hết đi. Kiến vô, thanh. Kiến vô. Kiến vô. Kiến vô. Đây, nói, chế đây cái này. Sao vậy? Sao ẩm được ạ? À? Hả? Đi vậy, ghế này. Đâu ơi, cầm kiến ra đây là đâu? Đâu, không biết bơi, mở kiến đó đưa đây. Rồi. Tu đi đâu? Ừ.
Được chưa? Sao đi vào à? Ui. Dạ rồi ạ. À? Không quay thế. Alo. Đi biển ngắm san hô đi cả nhà ơi. Bắc Giang số mấy ạ? À? Bắc Giang biển số xe số mấy cô? Hả? Bắc Giang biển số xe số mấy cô? Cái gì? Không Bắc Giang là biển số xe số mấy cô? À 98. 98 Mãi Định. À. 98 Bắc Giang Mãi Định. Nó có vướng cái này không? Có vướng ạ, à, nhưng mà cháu chỉnh được. Bắc Giang biển xe 98. Ủa 98 là 97 chú. Đây đây quay ra đây, nó không vướng. Đấy, đúng rồi. Nó chơi bà mới Cà Mau hả? Chứ mới Cà Mau á. Nghe Hà Nội Cà Mau xa lắm rồi đó. Hết một ngày đầu tiên đi chơi các bạn, hết một ngày chương trình đi chơi ở đảo Phú Quốc. Thì nó khó gửi, nhưng
nhưng mà đối với người dân địa phương ở đây chính là cái mùi, mùi tiền đó anh chị. Nên thành ra ngửi đi anh chị. Có nghĩa là cá xung quanh đảo Phú Quốc xe quanh mà đánh bắt từ hải sản, được mùa đánh bắt rất nhiều cá tôm thì người ta làm mắm, thì nó sẽ có cái mùi đó, mùi cá đó anh chị. Rồi thì kính thưa quý anh chị, là cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi cano bốn đảo ngày hôm nay. Thì cho xin phép em được thay mặt công ty Rotichip cũng như là mấy anh em trên cano phục vụ với anh chị từ sáng tới giờ, thì rất là chân thành cảm ơn quý anh chị đã đồng hành cùng với chúng em trong chuyến đi ngày hôm nay. Và thứ hai là trong quá trình phục vụ có gì sai sót anh chị thông cảm chúng em anh chị nhé. Và cuối cùng xin kính chúc quý anh chị mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, mình gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn như trong cuộc sống. Một năm an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, năm sau quay lại ai. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ rồi, thì hỗ trợ em là kiểm tra lấy tư trang, mình cất hết điện thoại nha anh chị nha, đừng cầm trên tay. Tết Tây có một anh trai rất con 11.